đây này, sau khi thui phồng lên rồi nhỉ, vàng ươm đấy. Căng căng lên đấy. Đây những cánh này hay này, đây những con lươn đây. Cái rổ ngược kia xuống kìa, chứ nó gọi dãy em ạ. Nhìn nó đẹp là chính, nhưng mà nó phải dãy. Vâng. Thằng này con lên đây. Toàn gà ta các bạn ạ. Gà ta vàng ươm. Đấy. Các bạn ơi, con lợn đen đây này. 8 cân. Nhỏ nhỏ đây. Có quà 20 tháng 10 thì ra đây, ngoan các anh. Các tường đấy, thấy không? Có mỗi một chị đấy. Đây, mày thôi. Ôi! Ok. Qua uống rượu chẳng nhớ gì đến chị bếp này. Có một thằng nào được một chén rượu nào? Rượu, bây giờ chị có nhiều một chén rượu. Tôn chị là để cho chị ngủ. Đây là gì? Mấy giờ ra đấu các kiểu nó không được. Cạo lên đây mấy đông chú nhé. Thức ăn này mình phục vụ cho đoàn khách ở xuôi lên hay là người Cao Bằng mình? Khách của Cao Bằng. Đó là khách du lịch nhiều hơn. Khách ở dưới lên thôi đúng không? Khách gốc ở đây cũng ăn nhiều. Khách Cao Bằng và khách mà bọn em làm hôm tây cho nên là lượng khách chủ yếu là khách ngoài ở đây được. Còn khách Cao Bằng nó lại ở những cái bếp gần gần đấy. Như hôm nay ấy, như hôm nay là khách Cao Bằng mình hay là khách ở ngoài nhiều anh? Mày anh chủ à? Cả hai. Đặt kín hết rồi mình không nhận được thêm thôi. To nhỉ, béo, niềm thích rồi đấy. Wow. Ở đây là còn sống tươi sống nữa. Hiền nhỉ? Trong nhà mình, trong quê mình hay nhảy vô mầm. Đây nó nhảy suốt, nó nhảy ra ngoài, quanh quay nó chỉ ở quanh đây thôi. Nó lại bắt vào. Thì nhận to rồi đấy, rất là to. Đây, đây là khu vực bếp các bạn nhé, đây này. Có hai chị chuyên làm những món ở trong bếp này này. Đấy. Một số thanh niên đang như đang làm lẩu quá chị. Làm lẩu đúng không? Một món lẩu. Đây, thức ăn rất là tươi, rất là nhìn rất là hấp dẫn các bạn nhé. Đây này, cà rốt, cà chua, đấy, tỏi, hành, xả, đấy, nhìn rất là hấp dẫn này.
Vâng, được mà chị. Thế nào không được em lại cắt được mà. Thôi đủ không, băng này lá đốt này đủ không, đủ cho nó vàng không hay là chỉ tầm này thôi? À, có con bướm đầu vào này. Mới nóng nhỉ? Nó thích đậu vào sao có mùi thơm, nó thích cái sao này này, tí hơi qua lửa là đi luôn. Thực ra con bướm bay đầu vào đây hay nhỉ. Không đi gì. Đây này, sau khi thui phồng lên rồi nhỉ, vàng ươm. Đấy. Căng lên đấy. Căng quả bóng ấy. Đấy. Mình về làm sạch thôi đúng không? Đấy, đi theo em. Đây những cảnh này hay nè. Lòng mình sẽ chế biến món gì không ạ bà? Mình có bằng vườn miến xong. Miến xong cao bằng, vườn miến cao bằng ngon này. Những con gà ta sau khi mổ xong nhé, sau khi làm sạch này. Thịt vàng ươm này. Đấy. Đây. Đây, mình nhắc con ếch. Đây, những con lươn. Đây. Cái bát này bên kia. Sau cái rổ ngược kia xuống cái xuống nó gọi dãy em ạ. Nhìn nó đẹp là chính cho nó cái dãy. Đấy, con lươn đang được gọi là chuẩn bị thịt nó đây. Qua nó nóng, nó nhớt này. Mình cho cả gừng vào trước đúng không? Nước gừng nghệ. Bí quyết đấy. Đây bí quyết riêng đấy, nhiều người nhiều người họ biết rồi đấy. To đều con lươn này, to rất là đều. Ôi, con này còn đang đẻ trứng này. Đi. Một con ếch đang chế biến đó. Đang chế biến. Ôi, lươn rồi. Cứ tạm trong cái này. Cứ tạm đi. Cứ tự đi. Đây bây giờ rửa nó một tí rồi sát muối đó, nó sạch là yeah.
Đây, mình miếng thịt dúi đây. Bốn con gà hấp, còn đâu gì lẩu. Lọc xương rồi anh. Rút ra cái hấp thì vẫn được gia vị. Có mấy cái xương tí. Em không giỏi về nấu ăn, chịu. Mình anh làm. Cái gói treo nó là một miếng và một đồng tiền đấy cả. Dạ. Cái hương ấy hương là bán 2 triệu mấy, 3 triệu một cân ấy. Đúng rồi. Tính ra là cái đắt lắm. Nó là lúc hấp lên mà thái ra đĩa là tính miếng ra tiền. Và có đến 100.000, hơn 100.000 miếng thịt. Và nên là người ta làm cái sản phẩm rất là cẩn thận. Và cái gì đám cưới? Mấy cả đám ma. Quay mà ba muốn người ngủ được mấy cân. Anh bốn con gà vào hấp nhé, chọn mấy con gà đẹp đẹp đấy, cho vào hấp, con xấu thì để chặt lóng. Rút mình chỉ rút được xương sườn thôi phải không anh? Các xương khác mình có. Xương sống mình lọc được bạc đi. À, lọc đi. Nó cũng không cần thiết. Cái xương sống lúc mình thái thì để làm nó nhạt hơn. Dạ.